Xin chào các bạn, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn học môn tin học cơ sở nhé. Xin giới thiệu các bạn, cô là cô Hường, cô đang dạy tại FPT Polytechnic Hồ Chí Minh. Cô đang dạy ở bộ môn công nghệ thông tin. Thì để các bạn tham gia vào môn tin học cơ sở thì các bạn có 5 bước như sau. Bước thứ nhất là các bạn truy cập vào LMS và cái đường dẫn của nó sẽ là như thế này. Các bạn copy vào nhé, lms.poly.edu.vn. Sau đó các bạn chọn cơ sở là Hồ Chí Minh. Nếu các bạn ở Hà Nội thì chọn cơ sở là Hà Nội và các cơ sở khác cũng tương tự. Đó, cô sẽ chọn vào Hồ Chí Minh nhé. Sau đó thì các bạn để download cái học liệu về. Để download cái học liệu về thì các bạn sẽ chọn vào kho học liệu. Chọn vào kho học liệu. Và các bạn chọn vào các môn công nghệ thông tin. Và sau đấy các bạn chọn môn COM 1014 tin học cơ sở phone 21. Đấy, có hai cái thư mục thì các bạn chọn thư mục là có FA 21 này các bạn. Đó, ở đây thì các bạn sẽ thấy học liệu nó bao gồm: thứ nhất là bài học lab, thứ hai là cái syllabus, thứ ba là assignment, thứ tư là cái slide bài giảng. Slide bài giảng ở đây thì đang là cái ở để định dạng là PDF, các bạn download về để các bạn xem tham khảo, các bạn click chuột vào đây. Và các bạn nhấn vào download để download cái học liệu này về. Thì đây là slide ha các bạn. Tiếp tục thì các bạn back lại, các bạn download bài lab về. Cũng tương tự như vậy, các bạn chọn có từ bài lab 1 đến bài lab 8. Thì các bạn click chuột vào từng cái lab và các bạn cũng nhấn vào cái nút download này. Các bạn download về. Và đây là một cái cấu trúc của một cái bài lab. Tương tự như vậy thì các bạn cũng download các học liệu khác về. Ví dụ như các bạn download cái syllabus này về. Ví dụ như vậy thì cô download xuống nha. Để tí nữa mở các bạn xem. Đấy, đây là syllabus. Và các bạn download cái assignment về. Cũng tương tự như thế nhé các bạn. Đấy, cái này là cái syllabus ha các bạn. Đấy, cái syllabus có nghĩa là cái lịch trình học của các bạn ha. Đó, và bây giờ các bạn download tiếp cái assignment. Đó. Và bây giờ cô sẽ đi giải thích cho các bạn từng cái thành phần một ha. Thì bước thứ nhất là các bạn download về ha, download học liệu về. Bước thứ hai là các bạn tham gia vào lớp học của mình. Thì bây giờ để tham gia vào lớp học thì các bạn sẽ ra ngoài này nè các bạn. Các bạn sẽ bấm vào cái repository này nè. Đấy. Tức là cái đường dẫn này các bạn bấm ở ngoài. Cùng quay về cái phần home trang chủ. Sau đấy các bạn chọn là FPT Polytechnic Hồ Chí Minh. Ok. Sau đấy các bạn mới chọn học kỳ. Học kỳ của mình là học kỳ phone 2021. Các bạn tìm 2021 và học kỳ phone. Đấy. Sau đó các bạn cũng chọn các môn công nghệ thông tin. Và chọn các bạn chọn là COM1014 tin học cơ sở. Ok. Sau đấy thì các bạn sẽ tìm cái mã, ví dụ mã cô dạy là IT17321. Đó, các bạn search ra thì các bạn thấy là cái đây là có mã lớp các bạn rồi. Và đây là lớp của bạn, các bạn click chuột vào đây. Và các bạn thấy có chữ gia nhập. Ok chưa ạ? Các bạn sẽ gia nhập vào. Sau khi gia nhập vào thì các bạn sẽ thấy cái màn hình này. Ở đây các bạn sẽ thấy là đầu tiên là có cái assignment. Tức là cái này để các bạn nộp bài assignment. Assignment của các bạn thì sẽ chia thành 3 giai đoạn. Tí nữa cô sẽ nói kỹ về assignment này. Bên cạnh assignment thì các bạn sẽ có bài lab. Nộp bài lab và nộp bài assignment thì tương tự nhau nhé các bạn. Đấy, ví dụ như các bạn nộp cái gì thì ở đây có giảng viên sẽ set up thời gian cho các bạn để các bạn nộp bài. Ví dụ cô set up cái thời gian của các bạn cái lab 1 là ví dụ các bạn sẽ học vào thứ 3. Thì thứ 3 là buổi thứ nhất, buổi thứ 5 sẽ là buổi thứ 2 và đồng thời các bạn nạp lab luôn. Thì cô sẽ mở cái thời gian cho các bạn. Nghĩa là ở đây là thứ 3 là các bạn sẽ ngày 13 và thứ 5 sẽ là ngày 15. Thì cô click chuột vào đây, cô chọn cái thời gian để các bạn nộp bài. Thường thì cô chọn vượt quá khoảng mấy tiếng để các bạn có thời gian các bạn bổ sung thêm cái bài của mình. Đấy, tùy từng giảng viên ha. Đấy, và cô set up thời gian ví dụ thế ở lớp 1.
Sau khi setup thời gian xong thì các bạn vào cái lab thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó ở đây sẽ có là cái nút gọi là hand in. Cái nút này là để các bạn nộp bài. Sau khi các bạn làm bài xong thì các bạn bấm vào cái lab 1 và các bạn bấm vào cái nút hand in này. Đó, và các bạn sẽ tải lên app share, bấm cái nút tải lên app share. Sau để các bạn add file, các bạn chọn file cần nộp. Đấy, các bạn chọn một cái file nào đó của mình, ví dụ file nén hoặc là file gì đó, các bạn chọn nộp. Và lưu ý cái file này thì không vượt quá 16 MB nhé các bạn. Đó, và cô đã nộp rồi. Như vậy là đã nộp xong rồi đó các bạn. Đấy, và khi đấy thì cô sẽ nhìn thấy. Cô vào lab. Cô chọn cái lấy điểm á, thì cô sẽ vào, cô chọn cái lab 1 này. Thì cô sẽ nhìn thấy cái một cái bài nộp ở đây. Đấy. Cô đang demo thử thôi. Đó, các bạn sẽ nhìn thấy cái bài nộp ở đây. Và giảng viên sẽ lấy bài ở trên này về để chấm bài cho các bạn. Ok, thì đó là bài lab. Các bạn sẽ có 8 bài lab nha. Rồi đến cái bài quiz. Bài quiz tức là trong cái buổi lab, buổi mà thực hành á, các bạn sẽ làm cái bài quiz. Thì bài quiz này có nghĩa là cái bài trắc nghiệm. Bài trắc nghiệm thì giảng viên sẽ mở bài trắc nghiệm cho các bạn. Ví dụ trường hợp này thì các bạn vào đây thì bấm vào cái bài quiz. Thì các bạn thấy là cái bài này nó chưa set thời gian. Bây giờ cô set thời gian để các bạn làm bài. Ví dụ thứ 5, cô mở từ giờ đến thứ 5. Ví dụ như vậy ha. Thì ở đây cái task các bạn sẽ là cô để 1, 2, 3. Thì cô để từ bây giờ, tức là cái này cô không xác định ngày, đến thứ 5. Thứ 5 là ngày 15. Ok. Và cô mở Minh học các 1 chẳng hạn. Thì cô sẽ mở đến 9 giờ, đúng không ạ? 9 giờ 45, 9 giờ 30 đi ha. Đấy, password là 123. Các bạn được làm một lần và thời gian làm tối đa là 20 phút. Và sau đấy thì cô sẽ nhấn ok, save. Được chưa ạ? Nhấn save. Đó. Và khi đấy thì các bạn sẽ nhìn thấy, các bạn vào cái quiz, các bạn sẽ nhìn thấy là cái chữ là start the test, tức là bắt đầu làm bài test. Thì các bạn click vào cái button, cái nút màu xanh này nè. Đó. Và các bạn bắt đầu làm bài. Đấy. Thì thông thường một cái bài quiz này các bạn sẽ có 10 câu. Đấy. Các bạn lưu ý cho cô nhé. Các bạn trả lời từng câu hỏi một. Ví dụ trường hợp thứ nhất. Cô đánh đại nhé. Cô cái này cô không có check nào. Đấy. Cô đánh đại. Đó. Next. Nếu như hiển thị ra cái dialog này. Thì các bạn sẽ check vào cái checkbox này nè. Đó, và sau để các bạn save. Được chưa? Các bạn save vào. Thì lần sau nó sẽ không nhắc lại cái checkbox đấy nữa, cái dialog đấy nữa. Đó, nó sẽ không nhắc lại nữa nha. Đấy, bây giờ cô next thôi. Cô connect thôi, cô không suy nghĩ nhưng các bạn phải nghĩ nha. Tại vì các bạn làm có một lần, thành ra các bạn phải nghĩ xem kết quả, các bạn phải coi kết quả nào đúng, kết quả nào sai. Tại vì cô chỉ demo cho các bạn thôi. Cho nên cô sẽ không có suy nghĩ kỹ, cô chỉ check vậy thôi. Đó, các bạn làm hết 10 câu. Đấy. Đấy nhá, các bạn sẽ làm 10 câu. Ok chưa? Đấy. Rồi, tiếp tục nhé. Đến lúc đến hết rồi, các bạn hết 10 câu. Thì các bạn nếu các bạn muốn check lại cái bài của mình thì các bạn nhấn previous để các bạn check lại. Còn khi các bạn đã ok rồi thì các bạn có thể nhấn cái finish the test. Đó, và người ta hỏi lại một lần cuối là có chắc chắn bạn finish không. Nếu không thì các bạn có thể go back lại cái bài của mình. Thì nếu như finish thì các bạn nhấn yes cô. Ok chưa? Đấy. Vậy là bài này bị fail. Tức là tính điểm thôi, cái fail chỉ là thông báo dưới 5 thì báo là fail thôi. Chứ bài này không là xác định các bạn fail môn nhé. Thì ở đây là bài này đang bị 2 trên 10 điểm thôi. Đấy, cho nên các bạn phải cân nhắc ha. Đấy, thì cái này là các bạn có thể xem được kết quả luôn. Xem được kết quả của mình luôn ha. Thì bài trắc nghiệm này, các bạn cũng có 8 bài. Cái bài quiz, các bạn cũng có 8 bài. Làm trong 8 cái bài lab. Ok chưa? Đấy. Đó, thì đó là cái bài quiz. Thì để các bạn join vào lớp và các bạn tham gia. Rồi. Bây giờ cô sẽ đi tiếp. Sau khi phần 1 rồi, bây giờ cô sẽ hướng dẫn tiếp cái syllabus là cái gì. Thì syllabus chính là cái lịch trình học. Nhá. Thì lịch trình học thì
Các bạn download cái file này về và các bạn xem. Thì đây là lịch trình học này. Các bạn học tổng thời lượng là 90 giờ. Thì có 36 giờ trên lớp và 32 giờ trên lớp, và cộng với cái thời gian này là thời gian để các bạn đánh giá. Đó, các bạn có thời gian để tự học ở nhà là 54 giờ, tương đương như vậy. Và đây là cái chuẩn đầu ra. Sau khi học cái môn này, các bạn đạt được cái gì? Các bạn có thể là biết về tổng quan công nghệ thông tin, nắm được các cái lịch sử công nghệ vân vân, internet, rồi cài đặt Windows, mạng máy tính. Đó, các bạn đọc chi tiết cái này. Sau đấy cái phần cũng rất là quan trọng, đó là cái phần đánh giá điểm. Thì lưu ý là 8 bài quiz các bạn chiếm 12%, 8 bài lab chiếm 28%. Vậy là cả bài lab và bài quiz các bạn sẽ chiếm là 40%. Riêng cái assignment thì các bạn chia theo tiến độ. Tiến độ thì là có hai giai đoạn. Giai đoạn 1 là 10% và giai đoạn 2 10%. Và cái này là nó tổng là chiếm là 60% quá trình. Vậy còn 40% thì ở đâu? 40% thì là nó nằm vào cái bài assignment cuối môn, tức là cái document các bạn. Đấy, đánh giá cuối học phần nó chiếm 40% này. Đấy, bảo vệ assignment trước hội đồng. Và các bạn phải lưu ý là nếu mà muốn pass cái môn này thì cái assignment phải lớn hơn bằng 5 và cái điểm tổng kết phải lớn bằng 5 thì các bạn mới được pass môn. Đấy, các bạn lưu ý. Cho nên sau khi được chấm điểm xong thì các bạn vẫn có thể tự chấm điểm tính điểm tổng của mình được dựa vào cái syllabus. Đó. Ngoài ra trong syllabus sẽ có cái lịch trình học hàng ngày của các bạn mỗi buổi. Buổi thứ nhất sẽ học cái gì? Đó, buổi thứ hai học cái gì? Đó, đây tất cả các buổi. Và các bạn có tổng là 17 buổi. Trong đó buổi cuối cùng là thường sẽ là có cái hoạt động mở, ôn tập, hoặc là thầy cô giáo sẽ mời doanh nghiệp về chia sẻ với các bạn. Đó, và các bạn sẽ có các buổi bảo vệ. Đây, các bạn sẽ có các cái buổi bảo vệ. Đúng không ạ? Đấy, thì thường các bạn sẽ có 2 hoặc 3 cái buổi bảo vệ. Ở đây sẽ có 3 buổi bảo vệ, đúng không ạ? Đó. Bảo vệ sẽ là cái buổi mà vấn đáp giữa giảng viên và sinh viên. Và để check lại bài, kiểm tra bài các bạn, kiểm tra các bài assignment của các bạn ha. Cái này thì giảng viên sẽ nói rõ với các bạn hơn. Đó. Ngoài ra thì cái phụ lục 2 thì có hướng dẫn cách tính điểm. Đó. Cụ thể cách tính điểm cho các bạn luôn. Đó, mỗi quiz chiếm bao nhiêu phần trăm. Đó, mỗi quỳ chiếm bao nhiêu phần trăm đó, đúng không ạ? Đấy, và assignment thì chiếm bao nhiêu phần trăm, rất là rõ ràng ha. Đấy, document chiếm bao nhiêu phần trăm, thì các bạn đọc kỹ cái syllabus này. Mỗi môn sẽ có một cái syllabus như này, và syllabus này sẽ không giống nhau trong tất cả các môn, cho nên các bạn nên đọc syllabus ha. Đó, rồi ngoài syllabus thì các bạn có bài tập lab, bây giờ cô sẽ mở một cái bài tập lab cho các bạn nhé. Giả sử như bây giờ cô sẽ có một cái bài tập lab như thế này. Đây. Đây là bài lab 2. Phần cứng máy tính. Đó. Kết thúc bài này, cái mục tiêu này, các bạn làm được cái gì? Đó. Và các bài tập này gồm chia ra hai phần. Phần 1 2 bài, phần 2 hoặc 3 tùy ha, phần 2 cũng 2 bài hoặc 3 bài tùy. Đó. Thì ở đây sẽ có chia các cái phần này các bạn. Đấy. Rồi các bạn thấy nhé. Đầu tiên là bài 1 là bao nhiêu điểm nào? Yêu cầu các bạn làm gì? Đấy. Thì giảng viên có thể chấm trên lớp hoặc là các bạn làm trên framework xong nộp cho giảng viên. Đấy. Tùy theo từng giảng viên yêu cầu. Ok. Đấy. Mấy cái này là tùy linh động từng theo từng lớp như các bạn. Đấy. Ví dụ. Cô cho các bạn làm tẻ lớp thì cô bảo là bây giờ hướng dẫn các bạn làm xong rồi. Đấy, các bạn sẽ kiểm tra thông số máy tính thì các bạn làm như thế nào. Các bạn sử dụng phần mềm để kiểm tra thông số và các bạn chạy được phần mềm đấy và đưa ra được cái thông số máy tính của các bạn, đúng không? Hoặc chụp hình lại cái thông số máy tính đó. Đấy, và show lên. Ok. Rồi làm sao để vào được BIOS, rồi làm sao các bạn có thể lấy thông số được cái cặp màn hình, biết được nó là cặp màn hình rời hay là cặp màn hình mà tích hợp. Đó, rồi hệ điều hành là gì, phiên bản bao nhiêu, rồi RAM bao nhiêu, rồi ổ cứng bao nhiêu vân vân.
Đấy, các bạn có thể xem được cái này, hoặc dùng phần mềm hoặc là xem trực tiếp đều được ha. Đấy, tùy giảng viên sẽ cho các bạn. Đấy, các bạn làm các thao tác trên phần cứng đó. Các bạn làm xong thì các bạn nộp bài cho giảng viên. Lưu ý là phải nộp bài các bạn mới có điểm nhá, phải nộp bài trên LMS các bạn mới có điểm. Đấy. Thì nộp bài thì các bạn nộp bằng cái file, có thể là file Word hoặc là file video các bạn quay lại hoặc là bất cứ cái gì đó, tùy từng giảng viên sẽ yêu cầu các bạn từ từng lớp. Đó. Và trong cái bài này, ví dụ bài này thì có các bạn sử dụng phần mềm để gõ 10 ngón chẳng hạn, ví dụ như thế, thì giảng viên sẽ hỗ trợ các bạn cái việc này. Đó. Thì ở đây thì các bạn lưu ý là làm xong bài, các bạn đừng quên nộp bài của mình. Đấy, các bạn phải vào cái lab, các bạn nộp bài. Nhiều bạn cứ nhầm tưởng là làm ở trên lớp rồi thì không có nộp bài nữa. Nhưng mà làm trên lớp thì các bạn vẫn phải nộp bài nhé. Ok. Đấy, không có bài tức là các bạn không có điểm. Rồi, đó là assignment ở lab ha. Rồi, tiếp tục cô sẽ nói về cái bài quiz cô nói rồi ha. Đến bài assignment. Bài assignment đây. Thì ở đây các bạn cũng đọc kỹ assignment này. Đọc kỹ nha các bạn. Đấy. Thì trong assignment này nó rất rõ về cái việc là quy định. Thứ nhất là đặt tên, đặt thư mục. Đấy, ví dụ như ở đây là các bạn thấy là có một cái chỗ quy ước nè. Đây, các bạn nhìn nhé. Đấy, sinh viên không có bài assignment trên hệ thống sẽ bị không điểm nè. Sau khi nộp bài một tuần, sinh viên nộp muộn thì các bạn có thể xin phép giảng viên, nếu giảng viên chấp nhận gia hạn thì các bạn được gia hạn ha. Và tất nhiên là điểm thì sẽ bị trừ điểm so với các bạn nộp đúng. Rồi, ở đây thì các bạn lưu ý nè, trong cái assignment môn tin học cơ sở thì sinh viên làm được cái gì? Thứ nhất là sinh viên thành thạo ra gõ 10 ngón với phần mềm Typing Master Pro, rồi biết sử dụng phần mềm để ghi màn hình và chỉnh sửa cho nó đẹp. Thì ở đây mình sẽ dùng hai phần mềm, đó là Typing Master Pro và Camtasia để chỉnh sửa. Đó. Và các bạn có cái link, có cái đường dẫn để các bạn download các cái phần mềm này về. Ok. Thì sinh viên mục tiêu là sinh viên phải gõ thành thạo, bàn phím thành thạo đúng không ạ? Hướng dẫn sinh viên gõ bàn phím, đó là trong cái giai đoạn 1. Đó. Thì giai đoạn 1 thông thường sẽ là đến hết lab 3 sẽ nộp giai đoạn 1. Được chưa? Đấy, thì các bạn để biết thì các bạn vào cái syllabus này các bạn nhé. Đấy, các bạn thấy là cái buổi thứ 6 là lab 3. Đây, buổi thứ 6 là lab 3 nè. Thì đấy, hệ điều hành nè. Đó. Thì Windows thiết bị thực hành. Rồi. Cái lab 3. Đâu, các bạn nộp cái giai đoạn 1. Ở đây. Cài đặt Windows giai đoạn 1. À, ở đây là các bạn nộp vào lớp 4 nhé các bạn. Đấy. Assignment thì các bạn sẽ giai đoạn 1 các bạn nộp vào lớp 4. Ok. Đó. Assignment 2. Giai đoạn 2 thì các bạn nộp vào lớp bài buổi thứ 13. Tức là nó nằm vào cái buổi thứ 7. Đúng không ạ? Buổi thứ 7. Hoặc là lớp 7. Ok. Đó. Và final thì là buổi 17. Buổi cuối cùng. Đó. Thì quay lại cái assignment. Vậy thì cái giai đoạn 1 của mình các bạn phải làm gì? Các bạn phải sử dụng gõ, kỹ năng gõ 10 ngón để gõ ha. Đó. Và các bạn có cái cách thức đánh giá ở trên phần mềm luôn. Và đây là các cái cách thức đánh giá nha các bạn. Đấy. Điểm tay, điểm mắt, điểm độ chính xác, điểm tốc độ, điểm lỗi. Đấy. Điểm tay và điểm mắt thì giảng viên phải xem các bạn làm. Còn độ chính xác, tốc độ, lỗi thì cái này là của hệ thống sẽ có. Và giảng viên sẽ lấy ở trên hệ thống xuống. Lấy ở trên cái phần mềm Typing Master Pro đó các bạn. Đấy. Ok. Rồi. Assignment giai đoạn 2. Thì các bạn sử dụng cái phần mềm Camtasia để các bạn quay một cái hướng dẫn nào đó hay là một cái giới thiệu nào đó. Bất kỳ. Chủ đề cái này thì là tương đối đa dạng do giảng viên sẽ đưa ra.
thì có yêu cầu cụ thể là thứ nhất là cái video phải có nội dung, phải có chủ đề, độ dài khoảng 5 phút. Đó, có tiêu đề, có tất cả những cái gọi là những cái chức năng của trong cái phần mềm Camtasia. Đấy, lồng nhạc rồi có hiệu ứng rồi tất tật những cái này, zoom in, zoom out. Đó, thu nhỏ, phóng to vân vân. Đó, thì cái này các bạn có hết nhé. Sau đấy khi các bạn tạo xong thì các bạn up lên cái YouTube. Đấy, giống như cô tí nữa cô sẽ làm cái video này, cô cũng up lên YouTube cho các bạn coi đúng không ạ? Đó. Và cách thức đánh giá thì có cái file đánh giá này giảng viên sẽ show lên cho các bạn coi. Đó. Và cuối cùng cái điểm tổng thì điểm assignment 1 chiếm 30%, assignment 2, assignment 2 thì chiếm 70%. Đấy. Thì các bạn thấy là cái assignment 2 thì đặt nặng hơn đúng không ạ? Thì nó ra cái tổng điểm cuối cùng. Đó. Và cuối cùng thì final là các bạn nộp hết tất cả những cái bài các bạn từ bài 1, assignment 1 và assignment 2 các bạn nộp hết vào. Bạn nào làm chưa tốt thì các bạn có thể chỉnh sửa cho tốt hơn. Đấy, có thể điểm assignment giai đoạn 1 các bạn không cao, assignment giai đoạn 2 không cao nhưng final các bạn vẫn có thể cao bởi vì là các bạn có khoảng thời gian để các bạn chỉnh sửa lại để các bạn làm tốt hơn. Đấy. Và còn một cái vấn đề cực kỳ quan trọng nữa đó là cái buổi bảo vệ các bạn sẽ làm gì? Thì cái buổi bảo vệ này là các bạn sẽ tổ chức là tối đa 13 bạn ở trong một một buổi bảo vệ. Và các bạn giảng viên sẽ cho các bạn làm một cái bài xử lý về về video làm bằng Camtasia. Và khi đó thì các bạn sẽ trình bày lại ví dụ như là gõ 10 ngón hoặc cái gì đó tùy các bạn bất kỳ cái gì đó để các bạn xử lý cái phần làm video. Và sau khi các bạn làm khoảng 5-10 phút, các bạn chỉnh sửa thêm, các bạn quay video xong các bạn chỉnh sửa thêm khoảng 15 phút nữa và các bạn trình bày cho giảng viên. Đúng không ạ? Và cái này thì cái buổi bảo vệ sẽ không tính điểm các bạn mà để kiểm tra lại là cái trong quá trình các bạn làm thì có đúng thực chất các bạn làm không, các bạn có hiểu không, để xác minh lại cái bài assignment. Đúng không ạ? Thì cô vừa giới thiệu các bạn cái môn với môn học tin học cơ sở và cách học của các bạn. Đó. Thì chúc các bạn học tốt môn tin học cơ sở.